Trên tay mình đây đang là một cái viên pin dự phòng của Baseus, và chúng ta vẫn có thể gọi nó là một cục sạc cũng được, bởi vì đây vừa là cục sạc vừa là pin dự phòng luôn. Nó có tên đầy đủ là PowerStation thế hệ thứ tư. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái cục sạc và cái pin dự phòng này có gì đặc biệt nhé. Vì là vừa là pin dự phòng vừa là cục sạc cho nên rằng chúng ta sẽ thấy nó khi nó là một cái tình trạng là cục sạc sẽ có kích thước khá là to. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng cái cục sạc này nó có thể out ra công suất tổng là 87W lận. Đó, chúng ta sẽ bao gồm cái cổng USB-C ở đây và một cái cổng USB-A ở đây để mà chúng ta có thể sạc ra cho những cái thiết bị bên ngoài. Và cái cổng USB-C này khi mà cái PowerStation thế hệ thứ tư này nó ở chế độ là cục sạc á, nó sẽ out được công suất tối đa là 65W, phù hợp cho chúng ta có thể sạc được cho những thiết bị như là laptop hay là những cái ultrabook mỏng nhẹ khác. Và đặc biệt mình có thể sử dụng sạc cho MacBook Pro cũng được luôn. Và cũng như iPad này, iPhone, tất cả những chiếc smartphone hiện nay hỗ trợ PD đều có thể sạc được. Và cái USB-A ở phía dưới cũng hỗ trợ sạc nhanh lên đến công suất là 22.5W để mà chúng ta có thể sạc nhanh cho những thiết bị Android, hoặc là đôi lúc chúng ta vẫn có thể sạc được cho những cái thiết bị có nguồn thấp, ví dụ như là smartband, smartwatch hay là tai nghe gì đó cũng được. Và khi chúng ta sử dụng Baseus PowerStation này ở chế độ pin dự phòng á, thì cái cổng USB-C này sẽ output ra tối đa là 18W và cái USB-A này cũng là 18W luôn. Thì cái mức 18W này phù hợp cho chúng ta có thể sạc những thiết bị smartphone ở chế độ pin dự phòng cũng được, và nó có dung lượng pin là 10.000 mAh. Đó, mình thấy rất là vừa đủ để mà cho chúng ta có thể sạc những thiết bị điện thoại cả ngày. Khi nếu chúng ta đi chơi á, chúng ta có thể rút cái cục sạc này ra khỏi ổ cắm và chúng ta sử dụng nó như viên pin dự phòng bình thường. Cầm cũng khá là nhỏ gọn bởi vì nó được sản xuất trên cái vật liệu gallium nitride, chúng ta gọi là GaN á. Thì với một cái thiết kế 10.000 mAh như thế này thì mình đã rất gọn gàng rồi. Và cũng như khi mà chúng ta dùng nó như là một cái cục sạc cắm ổ điện hay là cắm tường thì nó cũng không quá to, nó cũng không quá vướng. Thì về cái thiết kế thì Baseus PowerStation thế hệ thứ tư này có hai màu là màu đen và màu trắng. Thì mình đang trên tay cái phiên bản màu đen, thì mình thích bản màu đen hơn, nhưng mà nó sẽ dễ bám vân tay bên ngoài bởi vì vật liệu bên ngoài là kiểu làm bằng nhựa nhám á các bạn. Cũng như là cái phần chân cắm này chúng ta có thể đóng lại mở ra một cách dễ dàng. Và cái chân cắm này theo mình thấy cái sản phẩm đang trên tay đây có vẻ như là ở thị trường Trung Quốc, cho nên rằng nó sẽ không có cái lỗ để mà giữ cái ở trong ổ cắm. Đó, thì cái cổng USB-C và cái cổng USB-A được hoàn thiện khá là tốt, không có bị lệch. Đó, và mình đánh giá cao những sản phẩm gần đây của Baseus, họ hoàn thiện rất tốt và tỉ mỉ luôn. Và ở phía dưới là chúng ta sẽ thêm có một cái nút nguồn để mà có thể bấm lên xem cái mức đèn tương đương với lại mức dung lượng pin còn lại bên trong cái cục pin 10.000 mAh này. Và ở phía mặt đáy chúng ta sẽ có một vài cái thông số của cái viên pin hay là còn gọi là cái cục sạc này, và một số cái tiêu chuẩn chống cháy nổ này, chống quá nguồn này. Đó, ở dưới đây. Ok, cầm nó rất là đơn giản và gọn gàng như vậy thôi. Khi mà một sản phẩm 2 trong 1 như này á, thì mình sử dụng chỉ duy nhất một sản phẩm này thôi. Mình có thể vừa sạc cho iPhone của mình có thể vừa sạc cho MacBook của mình. Đó, để mà ví dụ lên công ty mình cắm sạc trên bàn đúng không? Rồi mình sạc sử dụng máy bình thường, và khi ra về mình rút ra, mình có thể sử dụng nó như là một viên pin để mình có thể đi chơi cà phê ở bàn buổi tối. Và chúng ta cũng có thể sạc lại cho viên pin này bên trong luôn với cái nguồn điện là 18W qua cái cổng USB-C như thế này. Cái cảm nhận thực tế của mình sau khi sử dụng cái cục sạc hay là cái viên pin này sau 2 ngày thì mình nhận thấy rằng mọi thứ vẫn rất là ổn. Khi mà mình sử dụng nó ở chế độ cục sạc thì mình sạc cùng lúc hai cái thiết bị đi thì nó có thể output trên lý thuyết là hơn 87W, chính xác là 87.5W để mà chúng ta có thể sạc được vừa là một cái thiết bị lớn vừa là một cái thiết bị điện thoại. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái trường hợp rất là ít thôi, thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng cổng USB-C này để mà sạc 65W cho những cái thiết bị laptop hay là những thiết bị iPad, tablet gì đó. Thì còn chế độ pin dự phòng bình thường thì mình nhận thấy rằng cái viên pin 10.000 mAh này hoàn toàn có thể giúp chúng ta có thể sạc cho những cái thiết bị smartphone một cách ổn định. Không chỉ là nó có thể output ra 18W, nhưng mà trong một vài trường hợp nó có thể output ra cái nguồn là 9V 2.2 mAh, tức là gần 20W để mà cho chúng ta có thể sạc nhanh cho những thiết bị iPhone như là iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 gì đó. Và mình thấy rằng Baseus PowerStation thế hệ thứ tư này đang được bán chính hãng là khoảng 1.1 triệu. Thì mình thấy rằng cái giá này không cao nha các bạn. Cho một thiết bị 2 trong 1 như thế này, chúng ta vẫn có thể đối xử nó như là một cái cục sạc sạc bình thường, vẫn có thể đối xử nó như là một viên pin dự phòng để mình có thể sạc cho những thiết bị di động đó. Và mình thấy rằng với cái thiết kế này so với lại công suất của nó là rất là vừa rồi, rất là gọn tay rồi đó, nhìn không hề to chút nào cả. Nhưng mà nếu như các bạn cắm trên ổ điện á, thì cũng cần lưu ý chút xíu, bởi vì nó hơi dài cho nên rằng là nó sẽ có những cái tư thế nó sẽ bị che những cái ổ cắm điện. Nói chung tùy vào cái thiết kế ổ cắm điện mà các bạn sử dụng mà thôi, còn lại mọi thứ trên này mình thấy đều rất là tốt, và đặc biệt là không bị nóng sau một cái quá trình mà có thể sạc cho MacBook từ thấp pin cho đến đầy pin. Ok, thì trong tương lai thì bọn mình hy vọng sẽ trên tay nhiều sản phẩm đặc biệt của Baseus hơn. Đó, và cảm ơn anh Huỳnh Minh Tuấn đã cho bọn mình mượn sản phẩm này. Bye bye.